Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ở video này thì Khải muốn cho anh em xem, đây là một ạc Thiên Song Đao của một ông anh, cũng nói chung là của ông anh, nhưng mà Khải là cấm giùm ông này luôn anh em. Chúng là Khải cấm chen giùm 24/24 luôn á. Tối ông vào đánh tống kim là nhà tảo rồi. Đây, anh em xem sơ set đồ nha. Nói chung là vừa rồi anh được top 5 tống kim. Với cái lượng hơn 40k điểm, Thiên Song Đao max kill nha. Anh em lưu ý là ạc này là max kill nha anh em. Lưỡi này mắt kia và đồ như thế nào anh em cùng xem thử nha. Anh em xem nha. Đây, cao thủ tống kim đây anh em. Đây là cao thủ tống kim đầu tiên Khải để ý đây. Tại vì bữa giờ Khải thấy anh ạc này thì mắt kêu cách đây 3-4 ngày trước rồi. Hôm nay ngày nào anh cũng đánh có tốt mà. Đây, anh em xem. Đầu tiên xem cây nón. Nón chó 40. Anh này đi theo hướng là chó 40 từ cái nón. Đó. Dây chuyền thủ, khăn băng cao, áo kim, nói cho mình phục hồi sinh lực. Đó, vũ khí đó cho mình kháng lôi 17, sinh lực 140. Bao tây kháng lôi cao 19, kháng lôi 19 không được cao lắm, kháng lôi 19 sinh lực 72. Nhẫn này nhẫn kim phong không cần phải nói rồi. Rồi một cây nhẫn kháng lôi cái nhẫn làm chậm 30 và đai lưng làm chậm 20. Là hiện tại đang có cho mình 50 làm chậm. Kèm theo đôi giày, đây là đôi giày làm chậm 40 thì hiện tại đang có cho mình 90 làm chậm nha anh em. Đó. 90 làm chậm. Và kèm theo một món khăn lôi nữa 17. Đó. Nói chung là set này khăn lôi là một khăn lôi này, hai khăn lôi này, ba khăn lôi này, bốn khăn lôi đó, còn bốn khăn lôi kèm theo áo không có kết luôn. Đó, hiện tại bây giờ cũng bốn khăn lôi anh em. Cũng như Khải thôi. Sau này Khải mặc cũng bốn món khăn lôi à, không có nhiều. Nhưng mà của Khải thì Khải cũng kích được một món chó 40 và làm chậm 80, nhưng mà tầm này chưa được mua được đồ nên là cứ mang tạm sàng sàng thôi anh em. Tại khả năng ra mua cái nhận chống 40 dòng 1 có lại giày chống 40 dòng 1 anh em, mà có cái hú nha anh em. Độ giá được thì mua. Đó. Chung là đồ thì làm chậm 90. Đây anh em. Thì Khải cũng định bận như thế này thôi. Khải thì chỉ bận là định làm chậm 80 thôi. Đó, làm chậm 80 và kèm theo một món chó là được rồi. Hiện tại nên Khải mới mua một cái nhận chống 40 hoặc là giày anh em, một món là được rồi, không có nhiều. Một món là ok rồi. Đó, ba món 90, một món kháng lôi, hai món kháng lôi, ba món kháng lôi, bốn món ngăn lời đó. Rồi, nói chung set đồ như thế này, nói chung là tầm này thì cứ mắt kêu là ok này, mắt kêu vào tống kim full lắc là quái tống kim nắp bát nhẹ là bét nhẹ liền em. Đó. Nó này được lấy cái dòng chống 40 thôi chứ còn không lấy gì cả, tại vì cái dòng kháng hỏi chứ không kết được. Đó. Đồ cũng bình thường thôi mà anh mua mớ tiền anh em, mà đơn giản đâu. Anh nói set đồ này anh mua hơn 15 kim anh em, hơn 15 kim hay hơn 1 triệu rưỡi, hơn 15 kim đúng không anh? Đúng không anh ơi, hơn 15 kim đúng không anh Jimmy ơi? Hơn 15 kim đúng không? Này anh em thấy buồn không? Làm chậm lắm. 20 sinh lực cao này, nỗ lực cao. Sinh lực, nỗ lực cao, vãi chướng chưa? Đó. Này là 40. Để tí nữa Khải soi đồ chung Vegeta luôn cho anh em xem. Soi đồ chung Vegeta cho anh em xem. Đó, nói chung là hiện tại set đồ này đang có hiệu ứng cho mình là 90 làm chậm và 40 chón, và còn lại là 4 món khăn lôi. Vậy thôi. Không có gì nhiều, 4 món khăn lôi và một món khăn băng từ giải trì đó nha. Ok anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho anh này một like, chia sẻ cũng như ủng hộ video của Khải nha. Rồi tí nữa Khải sẽ làm tiếp tục video của chung với